Hello, hello. Xin chào các bạn đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ là ngày 25 tây tháng 5 và ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ năm rồi là ngày 26 tháng 5 và bây giờ là khoảng 7 giờ 43 phút tối. Và hôm nay đó có thể là một cái video ngắn hơn mọi khi tại vì chúng ta thấy là cũng không có nhiều thông tin hôm nay. Chủ yếu đó chương thường muốn chia sẻ với các bạn những cái thông tin nổi bật trong thị trường tài chính nói chung tình hình của thị trường như thế nào cũng như là một số những tài liệu thông tin mới và đương nhiên chúng ta cũng sẽ nói một ít về tình hình của Terra Luna tại vì cuối cùng thì cuộc bỏ phiếu cũng đã chấm dứt và chúng ta cũng đã thấy được là sẽ có Terra Luna 2.0 và điều này có nghĩa là gì và những sàn nào đã lên tiếng hỗ trợ như thế nào mà chưa có lên tiếng hỗ trợ đó. Sau là những gì mà chúng ta sẽ nói tới trong cái video ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết á, thì các bạn thấy được là thị trường tài chính nói chung đó, thì ra sao? Chúng ta nhìn vào chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đi, các bạn đã thấy được là hôm nay cũng là một ngày có một sự hồi phục là một chút. Chúng ta thấy được là những chỉ số như là Dow Jones thì tăng 0,6%, uh, S&P 500 thì tăng 0,95% và Nasdaq hôm nay thì tăng trở lại 1,51%. Và chúng ta có thể thấy được là pre market bây giờ thì cũng coi như là đi hàng ngang, không có cái sự thay đổi nhiều. Chúng ta thấy được là chỉ số Dow futures, S&P futures thì xanh một chút, nhưng mà Nasdaq futures thì giảm một chút, nhưng mà cũng không có đáng kể hiện bây giờ. Chúng ta có thể nhìn vào cái hợp đồng liên quan tới dầu thì các bạn thấy được dầu bây giờ là cũng tương tự như là ngày hôm qua mà thôi một hợp đồng là khoảng chừng 110 đô. Vàng thì ra sao? Vàng thì các bạn thấy được là cũng đứng yên một chỗ, mức là 1890 đô trong một ounce vàng hiện tại. Đây là cái mức hợp đồng mới nhất. Còn về BTC thì ra sao thì các bạn thấy được là hôm nay Bitcoin cũng đi hồi chỗ luôn cũng không có gì gọi là thay đổi hết các bạn thấy được cái ngày hôm nay đó giá của BTC xoay quanh cái mức là khoảng chừng là từ 29.000 tới 30.000 cái ngày hôm nay không có cái sự thay đổi nhiều và chúng ta cũng đã thấy được là BTC đó tuy hôm nay không có sự thay đổi nhiều nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái altcoin thì đi xuống thêm một chút nữa mặc dù là giá của BTC giữ nguyên nhưng mà altcoin cũng có cái sự đi xuống khi mà chúng ta nhìn vào uh, con cầu đó thì các bạn đã thấy là BTC coi như đi hàng ngang hôm nay xuống 0,9%, nhưng mà Ethereum nó thì xuống gần như là 3%, BNB đó thì xuống là 1,7%, XRP thì xuống giống như là BTC và phần lớn là các bạn thấy được là những con lớn đều đi xuống ngày hôm nay. BTC giữ giá được nhưng mà những cái ocon lớn nó hôm nay là đi xuống thêm một chút nữa và thông tin mà nhiều người quan tâm đến hôm nay chính là thông tin liên quan tới Fed thì các bạn cũng đã nhớ đó là Fed họp là đầu tháng năm mới đây thì khi mà họp xong đó thì ba tuần sau chúng ta sẽ biết cái thông tin liên quan tới văn bản họp như thế nào chúng ta đã từng nghe Fed chia sẻ sau cuộc họp trong cái cuộc phỏng vấn với lại báo chí đó thì chương trình uh, Fed chúng đã nói là sẽ tăng thêm lãi suất uh, 0,5% trong vòng hai cuộc họp tới đây tháng 6 và tháng 7 thì chúng ta thấy được là hôm nay đây văn bản chính thức chia sẻ thì mọi người cũng chờ đợi xem coi là Fed có nói gì trong văn bản mà chưa có đề gặp đến bên ngoài hay chưa thì cuối cùng cũng không có gì đặc biệt hết cho nên chúng ta mới thấy được là thị trường hôm nay đó không có sự thay đổi nhiều Hôm nay các bạn thấy được là hồi sáng này cũng khá là căng thẳng Mọi người chờ đợi cái thông tin của Fed Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có thông tin gì gọi là đáng lo ngại Những gì mà Fed nói đó thì cũng tương tự như những gì mà Chủ tịch Fed đã từng chia sẻ Cách đây 3 tuần Có nghĩa là Fed sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất trong vòng vài cuộc họp tới đây Và ít nhất là trong hai cuộc họp tới đây đã sẽ tăng 0 các bạn đã nhớ đó là Fed tăng lãi suất hai lần rồi, một lần là 0,25, một lần là 0,5. Có nghĩa là lãi suất bây giờ đó là chúng ta thấy dao động từ mức là 0,75 cho đến 1%. Đây là cái mức lãi suất của Fed. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy đó thì hai tháng nữa đến cuối tháng 7 đó chúng ta sẽ thấy được là Fed sẽ giữ mức lãi suất khoảng chừng là C1 khoảng chừng là 2%. Ngoài chuyện này ra đó thì Fed cũng đã nói trong cái văn bản đó là fed cũng không có cái sự tin tưởng lắm giống như là cũng không có lòng tin là có thể là có một cái đợt hạ cánh an toàn có nghĩa là chúng ta thấy là khi mà dịch bệnh xảy ra đó thì fed giảm lãi suất bơm tiền vào trong thị trường thì bây giờ fed cần phải làm điều ngược lại để mà giảm cái phần trăm lạm phát nhưng mà làm như vậy đó thì lúc nào cũng có cái nguy cơ đó chính là sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế thất sẽ tăng cao lên thì cái mà Fed nói trước đây đó là sẽ cố gắng có một cái cuộc hạ cảnh an toàn Nhưng mà bây giờ Fed nói là cũng không có chắc chắn lắm Cái này cũng không có phải là một cái việc mà Fed có lòng tin nhiều Cho nên có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế bây giờ Và đây là cái việc mà nhiều nhà đầu tư lo ngại trong vòng là 2-3 tháng qua Chúng ta mới thấy được là tình hình là những nhà đầu tư đó rút tiền ra khỏi thị trường Rút hết ra khỏi thị trường luôn các bạn thấy được là tiền rời khỏi chứng khoán Không có đi vào trái phiếu, không đi vào vàng và đương nhiên cũng rời khỏi crypto Ngoài chuyện này ra đó thì Fed cũng nói những điều mà chúng ta cũng đã biết rồi Đó chính là bắt đầu từ tháng sau đó Fed sẽ bán cái trái phiếu trong tay và sẽ bán mỗi tháng Và nếu cứ tiếp tục đó thì tới tháng 9 hay là tháng 8 đó thì Fed sẽ bán tổng cộng là khoảng chừng 95 tỷ đô la Trong đó là 60 tỷ là bán công trái phiếu Hoa Kỳ 35 tỷ là bán cái trái phiếu liên quan tới thế chấp bất động sản Thì chúng ta cũng đã biết rồi Cho nên những gì mà Fed chia sẻ hôm nay cũng không bao giờ là đặc biệt Chúng ta mới thấy được là chứng khoán cũng có một màu xanh trở lại và crypto thì đi hàng ngang ngoại chiều altcoin thì không có uh, giữ được Hôm nay đi xuống thêm một chút nữa Chúng ta tiếp tục xem một số những tài liệu khác hôm nay liên quan đến tình hình tài chính nói chung đi Rồi sau đó chúng ta mới chuyển qua nói về crypto thì cũng như là những câu chuyện chúng ta đã nói tới nhiều rồi liên quan đến là bây giờ nhiều công ty đó cho dù là họ có thu nhập tốt đi nữa thì cái cổ phiếu đó vẫn có thể là đi xuống có thể là các bạn đã nhận được hôm nay cái dòng thường khác một chút tại vì uh, bắt đầu từ tối hôm qua đã thường cũng đã hơi bị cảm một chút tại vì thời tiết nó thay đổi đó hy vọng là thường không có bị khang tiếng chứ nếu không trong vòng 3 ngày tới đây sẽ không có video để mà chia sẻ với các bạn được Chúng ta hãy tiếp tục đi. Thì chúng ta thấy được là công ty mà chúng ta thấy được hôm nay đó chính là Nvidia. Thì các bạn cũng đã biết là công ty Nvidia là công ty mà chế tạo ra những cái card đầu họa. Thì cái công ty Nvidia này đó đã, đã đưa ra cái thông báo là các bạn thấy là cái thống kê thu nhập của họ trong cái quý 1 đó đã cao hơn kỳ vọng 8,29 tỷ so với 8,11 tỷ và các bạn thấy được thu nhập tính theo từng cổ phiếu cũng cao hơn kỳ vọng luôn 1,36 đô cho một cổ phiếu so với 1,29 đô cho một cổ phiếu nhưng mà chúng ta vẫn thấy là cổ phiếu Nvidia đã, sau khi mà ra thông báo này đã xuống 6,83% thì tại sao vậy? Tại vì đó Nvidia tuy là cái quý 1 họ nói là có thu nhập tốt nhưng mà trong quý 2 này họ cảm thấy là cũng không có ổn. Tương tự như là những gì chúng ta đã thấy trong vòng mấy tuần qua khi mà những công ty thông báo lời lộ trong quý 1 đó thì phần lớn là có lời nhưng mà cái kỳ vọng trong quý 2, quý 3, quý 4 của năm nay sẽ không được tốt lắm tại vì liên quan đến cái dịch bệnh ở Trung Quốc cũng như là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã ảnh hưởng đến cái chuỗi cung ứng những cái vật liệu cho nên các bạn thấy được là sau đó nó thì cổ phiếu Nvidia cũng là một màu đỏ ngày hôm nay cũng chung số phận với lại nhiều công ty công nghệ hiện bây giờ chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái cập nhật khác đi mà nhiều bạn cũng muốn biết đó chính là cái việc mà Elon Musk thu mua lại công ty Twitter đã đến đâu rồi thì hôm nay chúng ta có một cái thông tin mà mới đầu cũng làm cho nhiều người khó hiểu đó chính là mới đầu đó thì cái thông tin nói là Elon Musk đã nói là họ sẽ cam kết thu mua Twitter với giá là 33,5 tỷ đô la thì cái mức này đã thấp hơn là cái mức mà đồng ý trước đây là 44 tỷ các bạn đã nhớ nhưng mà sau đó thì thông tin cũng đã chỉnh lại nói là không thông tin này đó chính là cái bước kế tiếp sẽ là như thế nào thì dựa theo tài liệu mà Elon Musk đã nạp cho SEC đó ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ các bạn thấy được đây là cái tài liệu được nạp bởi Elon Musk bên dưới này thì cái mà Elon Musk nói đó là Thay vì là trước đây Elon Musk chỉ bỏ ra khoảng chừng là 6, mấy 7 tỷ đô la của tiền bản thân mà thôi Phần còn lại là Elon Musk sẽ một là đi mượn còn hai đó là sẽ thế chấp cổ phiếu Tesla để mà dùng những số tiền đó để mà thu mua lại công ty Twitter Nhưng mà hôm nay đó thì Elon Musk nói là sẽ bản thân mình cam kết đưa ra 33,5 tỷ đô la còn lại khoảng chừng là 11 tỷ đó thì sẽ vay mượn cái phần còn lại đó đó là thông tin mới nhất và Elon Musk vẫn nói là cam kết mua lại công ty Twitter và sau đó các bạn thấy được là cổ phiếu Twitter cũng đã có một màu xanh trở lại. Chúng ta thấy được là kết thúc hôm nay đã là tăng 3,91% và after hour thì tăng 5,62% hiện tại. Đó những thông tin nổi bật liên quan đến thị trường tài chính nói chung cũng không phải là một ngày mà có nhiều thông tin. Còn về crypto thì ra sao? Cũng có một số những tài liệu thông muốn chia sẻ với các bạn. Mặc dù là chúng ta thấy được là lần này đó giá của BTC cũng đã đi xuống từ cái đỉnh á, khi mà chúng ta nói tới cái đỉnh là 69.000 đô đi Khi mà chúng ta thấy được là cái mức đi xuống của BTC cho đến ngày hôm nay đã đi xuống bao nhiêu phần trăm rồi Để thường cho các bạn thấy được là từ cái mức 69.000 đô tháng 11 cho đến cái thời điểm hiện tại thôi Thì chúng ta thấy được là BTC đã mất đi khoảng chừng là 56,83% Và tới cái mức thấp đó, nghĩa là lúc mà xuống còn khoảng chừng là 25.000 đô đó thì đã mất đi hơn 60% Những bạn nào mà đã từng ở trong cái thời kỳ mà giá đi xuống mạnh như vậy đó giống như là năm 2020 hay là năm 2018 Các bạn đã nhớ đây là những cái thời điểm tốt mà những người mà không thích thị trường này họ sẽ bắt đầu là đăng những bài viết chế nhạo thị trường này hay là cười nhiễu chúng ta nói là thì chuyện này coi như đã xong rồi đã nói mà không có nghe thì trường này không có giá trị vân vân chúng ta đã nghe nhiều rồi nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ BTC vẫn là gần như là 30.000 đô vẫn tăng 10 lần so với cái tệ 2 năm thì chúng ta thấy được là bình thôi thời gian dài hạn đã tăng bao nhiêu rồi các bạn nhìn vào nến ngày các bạn sẽ không thấy sự tăng trưởng khi mà chúng ta nhìn vào xa hơn các bạn mới thấy được cái sự tăng trưởng của BTC thật sự là mỗi vài năm thì sự tăng trưởng nó kinh khủng như thế nào nhưng mà cám mà thường muốn nói đây đó là đợt này chúng ta thật sự lại không muốn nghe nhiều bài viết như vậy những lúc như thế này là những lúc mà chúng ta thấy được là những ngân hàng trước đây mà họ ghét Bitcoin đó như là Bank of America hay là JP Morgan Chase nhất là tổng giám đốc điều hành JP Diamond rất là ghét Bitcoin nhưng mà lần này thì tất cả những ngân hàng lớn các bạn thấy được là rất là im lặng họ không có lên tiếng chỉ trích thị trường này mà thậm chí các bạn đã nhớ là cách đây hai ngày đó ngay cả ngân hàng Bank of America cũng đã đưa ra cái bài viết là họ nói là cái việc là crypto đi vào mùa đông đó, thì có thể là nói quá. Thật ra mà nói là crypto chỉ đang chịu chung cái cảnh ngộ của thị trường tài chính nói chung mà thôi. Không có tài sản nào mà có sự tăng trưởng bây giờ hết thì crypto cũng như vậy. Chứ còn nếu nói là vào mùa đông đó, thì ngay cả Bank of America cũng không cho là vậy. Đó đương nhiên là một điều rất là bất ngờ. Và chúng ta lại thấy hôm nay đã có thêm một ngân hàng nữa đó chính là ngân hàng JP Morgan. Thì hôm nay đó các bạn thấy là JP Morgan nói crypto là tài sản thay thế yêu thích nhất của ngân hàng JP Morgan và có thể thay thế cả bất động sản trong danh mục đầu tư. Giá hiện tại đó đối với JP Morgan thì thấp hơn giá trị thật của BTC là 38.000 đô, có nghĩa là họ nói cái giá bây giờ là một mức thấp và ngân hàng JP Morgan Chase là ngân hàng đứng đầu tại Hoa Kỳ hiện tại. Thì các bạn thấy được là bây giờ ngân hàng JP Morgan lại lên tiếng ủng hộ thị trường này. Một điều nữa, là chúng ta đã thấy có một công ty khác nữa thật ra đây là những công ty mà tôi nghĩ là lâu lắm họ mới chấp nhận thị trường crypto tại vì các bạn thấy những công ty như là visa hay là mastercard những công ty này những công ty mà cái lợi nhuận họ kiếm được chính là người ta sử dụng thẻ của họ để mà đi mua hàng hóa mua dịch vụ thì họ lấy cái phí của thẻ để mà kinh doanh công ty thì đương nhiên crypto là một cái mảng nào đó mà sẽ ít nhiều gì làm ảnh hưởng đến thu nhập của họ thì tôi nghĩ là lâu lắm chúng ta mới thấy visa hay mastercard ủng hộ nhưng mà cái sự mà chúng ta không có ngờ đến là họ đã ủng hộ sớm như vậy cách đây hai năm họ đã rất ủng hộ thị trường này rồi và các bạn thấy được là hôm nay chúng ta nghe nói là mastercard đó thì công ty Mastercard bất chấp sự biến động của thị trường hiện tại đó công ty Mastercard vẫn lạc quan về tiềm năng dài hạn của crypto và so sánh tình trạng hiện tại của hoạt động kinh doanh crypto với những ngày đầu tiên của internet thì họ cũng đưa ra một cái ví dụ trong bài viết này đó là họ nói là chúng ta cứ nghĩ đi cách đây nhiều năm là chúng ta thực sự không thể tưởng tượng được là có một công ty như Amazon tại vì chúng ta thực sự không nghĩ đến tiềm năng của internet là như thế nào bây giờ cũng vậy chúng ta thực sự không thể tưởng tượng được là những gì có thể xảy ra sau này với tiềm năng của crypto hiện tại thì điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến là tại sao chúng ta lại thấy bây giờ có nhiều ngân hàng nhiều tổ chức đầu tư thậm chí chúng ta thấy được là quốc hội hoa kỳ nhiều nhà lập pháp cũng rất ủng hộ thị trường này và đương nhiên những công ty liên quan tài chính thì cũng rất ủng hộ luôn tại vì sao tại vì đó như thường đã chia sẻ với các bạn không có kẻ thù vĩnh viễn không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi mỗi một lần mà chúng ta thấy có một cái công nghệ nào đó đó xuất hiện thì cái công nghệ đó đó có thể là có khả năng thay đổi toàn cục diện luôn. Các bạn đã nhớ đó là khi mà internet xuất hiện thì lúc đó chúng ta thấy được nhiều người cười nhạo amazon. Lúc đó những năm như là năm 2000 đó đâu có ai mua đồ trên mạng, đâu ai cũng nói là nó mua đồ trên mạng là lừa đảo. Các bạn trả tiền không ai gửi đến, có thể là bị lấy cắp cái tài liệu cá nhân vân vân. Cho nên không ai dám mua đồ trên mạng thời điểm đó và ai cũng cười nhạo những công ty mà có dịch vụ mua đồ trên mạng nhưng mà chúng ta thấy được là bây giờ ra sao sau nhiều năm đó thì Amazon đã trở thành một trong những công ty cửa hàng online lớn nhất trên thế giới hiện tại và các bạn thấy được là bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu công ty đã sụp đổ giống như chúng ta nói tới là Circuit City nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ để chúng ta nhớ là những công ty như là Circuit City uh, Computer World những công ty đó đó toàn đã bị sụp đổ rồi chúng ta thấy là những công ty còn lại là những công ty thật sự có thể là sử dụng Internet làm cái lợi thế cạnh tranh của họ như là Best Buy hiện tại vừa dùng internet vừa dùng cửa tiệm cùng một lúc để mà chống đó lại với Amazon. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một ứng dụng có tên là Filmplugs thì đây là ứng dụng giúp bạn kiếm được lãi suất rất đơn giản dễ dàng từ tài sản tiền điện tử nhàn rỗi của bạn mà trước đây chúng ta cũng đã từng đề cập đến thì mức lãi suất trên phim blog cũng rất là hấp dẫn khi bạn thấy được là lên tới 15% cho USDC và lên tới 90% cho những cái đồng tiền crypto nhỏ khác một số token nổi bật ở trên phim blog là Axie Infinity 90% Stablecoin 15% Matic, 10% Near 10% BTC Ethereum vân vân Mức lãi suất này đó là cao hơn tương đối so với những cái ứng dụng cung cấp lãi suất khác hiện bây giờ đang có trên thị trường. Thì điểm đặc biệt của Finblox là tài sản không bị khóa và người dùng có thể rút ra bất kỳ lúc nào mà vẫn giữ được cái số tiền lãi. Lãi suất trên Finblox là lãi kép và ứng dụng trả lãi hàng ngày cho người dùng. Lãi này đã được gộp vào cái số tiền gốc để tính cái lãi ngày tiếp theo. Khi mà sử dụng Finblox bạn không cần phải thanh toán phí cho app, chỉ phải trả các phí network khi mà chuyển tiền và rút tiền từ Finblocks mà thôi thì Finblocks cũng đang nhận được 3,9 triệu đô đầu tư dòng seed round từ những quỹ lớn toàn thế giới như là Sequoia Capital India, Dragonfly, 3 Arrows Capital, Orange Dow, Saison Capital, Ventura Discovery, Coin Fund, MSA Capital, Carlos Venture và các nhà đầu tư cá nhân khác. Tài sản người dùng thì được đảm bảo với bảo hiểm lên tới 45 triệu từ Fireblocks. Hệ thống bảo mật Matrix đa lớp được mã hóa hoàn toàn và sở hữu chứng nhận SOC 2 và được bảo vệ bởi nền tảng tiền bảo hiểm CoinCover. CTO của Finflux là cựu CTO của Coins.ph, một trong các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Philippines. CEO của Fimblox thì đã từng là co-founder của GoTrade có trụ sở tại Singapore, đội ngũ nhân sự và kinh nghiệm từ các Bitcoin khác như là GoCheck, Lazada, Grab. Hiện nay thì Fimblox đang có chương trình giới thiệu bạn bè nhận lên tới 250 đô cho mỗi người bạn giới thiệu thành công. Bạn có thể click vào đường link bên, bên dưới cái phần mô tả video để tải ứng dụng, để trải nghiệm và cũng sẽ nhận được lên tới 250 đô khi mà bạn nạp tiền vào ứng dụng. Và đây là những thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Fimblox. Thì cũng tương tự chúng ta thấy đó là khi mà nhìn vào cái công ty mà phát hành thẻ để sử dụng như là Visa hay Master đó Chúng ta nên biết là ở thời điểm năm 2020 không kiếm có được tài liệu mới hơn Nhưng mà tài liệu mới nhất thường kiếm có đó là tài liệu năm 2020 Thì các bạn thấy gì trên màn hình? Các bạn đã thấy được là Visa chiếm cái phần trăm cổ phần hiện bây giờ là 48,71% trong khi Mastercard chỉ có là 38,82% mà thôi như là Mastercard đi sau Visa tới 10% hiện tại và thật ra mà nói chúng ta có thể nhìn về lịch sử đó thì Mastercard ngày lại càng tụt lui về so với lại Visa cho nên khi mà chúng ta thấy được crypto đó cũng là một cái công nghệ giống như chúng ta thấy được Mastercard ví crypto như là những ngày đầu của Internet có nghĩa là họ đã đầu tư hay là đã có những cái sản phẩm chuẩn bị ra mắt hay là chuẩn bị phát triển nhiều hơn trong cái thế giới crypto này dùng đó để làm bàn đạp để mà thay đổi cuộc viện hiện tại trên cái thế giới này đó không gì chắc chắn hết ngoại trừ là cái sự không chắc chắn cái sự thay đổi đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể chắc chắn được cho nên ai nắm bắt được cái sự thay đổi đó, đó thì chúng ta có thể làm chủ được cuộc chơi chứ nếu như không các bạn sẽ bị thụt lùi và một ngày nào đó các bạn sẽ bị xóa sổ mà chúng ta cũng không biết nữa giống như chúng ta thì những công ty như là chúng ta nói tới công ty blockbuster đi đã bị netflix xóa sổ cho đến bây giờ và cũng tương tự chúng ta đã thấy được MySpace bị Facebook xóa sổ rất nhiều những cái ví dụ mà thường có thể chia sẻ với các bạn cho nên chúng ta đợt này đã thấy ít công ty chỉ trích Bitcoin crypto hơn tại vì một đó là họ đã có cái chiến lược dài hạn rồi họ có thể đã thu mua đủ crypto họ có thể đã bắt đầu lại gây dựng những sản phẩm rồi cho nên họ sẽ không có lý do nào mà nói xấu crypto đâu tại vì họ muốn dùng crypto là bàn đạp để tiếp tục phát triển và giữ vững được cái vị thế của họ hay là họ muốn lật đổ cái thị trường hiện tại để làm chủ cuộc chơi cho nên chúng ta mới thấy được là visa master bây giờ ai cũng nghĩ đến crypto là cái mà họ cần để tiếp tục giữ vững được vị thế trong dòng nhiều năm tới đây và chúng ta có thấy được một cái ví dụ khác đi giống như các bạn thấy là khi mà chúng ta nói tới những công ty mà sản xuất xe lớn đó thì xếp hạng như thế nào thì chúng ta được là chúng ta nhìn vào những công ty sản xuất xe lớn đi đây là tài liệu xếp hạng ở Hoa Kỳ. Chúng ta đã thấy đó là năm 2021. Thì Toyota Motor Company đó, công ty này là công ty mà sở hữu Lexus. Và Toyota thì đứng đầu hiện bây giờ. Cái đó là General Motors, cái đó là Ford Motor Corporation. Và các bạn thấy được là tuốt bên dưới này đó, hạng thứ 15 mới là Tesla Motor Thì cũng dễ hiểu thôi. Tuy là chúng ta nghe nói Tesla nhiều, nhưng mà thật ra Tesla là công ty bán xe điện. Thì cái số lượng xe bán bây giờ đó so với tổng cái số xe đó thì sẽ không có nhiều đâu cho nên việc là Tesla đứng hạng thứ 15 cũng không nhiều là lạ và Toyota đứng hạng thứ nhất cũng không nhiều là lạ tại vì xe Toyota thì thường là rẻ hơn, bền hơn, người ta ưa chuộng hơn. Cái đó là xe của Mỹ General Motors. Nhưng mà các bạn nên nhớ đây là bảng xếp hạng năm 2021 dựa theo những gì chúng ta biết hiện tại mà thôi. Khi mà chúng ta nhìn xa hơn nữa đó thì các bạn sẽ thấy được là trên thực tế những chiếc xe mà sử dụng điện đó chúng ta thấy được là năm này qua năm nọ đây là cái sự tổng hợp giữa xe sử dụng điện có nghĩa là cái phần màu xám bên dưới này và phần màu tím đó là sẽ sử dụng giữa, giữa điện với lại xăng thì các bạn thấy được là càng ngày đã xe điện càng có sự phát triển nhiều hơn Tính cho tới năm 2021 đó thì phát triển nó đang tăng rất là nhanh và chúng ta có thể nhìn thấy được là cho đến năm 2021 đó cái số lượng phần trăm xe điện trên thị trường bây giờ đã chiếm 8,57% rồi. Có nghe chúng ta đã gần tới cái mức là 1 trên 10 chiếc trên đường đó đã là xe điện rồi. Tuy theo nơi các bạn ở giống như là ở Cali đó, các bạn ở những thành phố lớn như là Los Angeles, ở quận Cam hay là ở San Diego đó hầu như là 2-3 chiếc trên 10 chiếc đã là xe điện hiện tại rồi và các bạn thấy được cái sự tăng trưởng rất là nhanh tăng từ cái mức là 1% đó năm 2016 cho đến 8,57% hiện tại thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nên biết đó, tuy là Tesla bây giờ đứng hạng thứ 15 nhưng mà cứ tiếp tục đó Tesla hoàn toàn có thể đứng hạng đầu. Chúng ta đang thấy được là Tesla bây giờ chiếm 13,84% của tất cả xe điện trên thế giới hiện tại và chúng ta thấy được là thuốc bên dưới này đó Toyota Tuy là bây giờ Toyota đang đứng vị trí thứ nhất nhưng mà chúng ta thấy được là về cái việc mà tạo xe điện để bán đó thì Toyota chỉ đứng vị trí là bên dưới này chỉ có 1,9% thị trường mà thôi. Cứ tiếp tục như vậy ra nếu như cái sự tăng trưởng này cứ tiếp tục thì các bạn nghĩ là trong vòng vài năm thì công ty nào sẽ là công ty đứng đầu. Cho nên chúng ta mới thấy được là một công nghệ mới có thể thay đổi tất cả, thay đổi cả cuộc diện luôn. Và chúng ta có thấy được là ngay cả bây giờ đã tính tới phần trăm vốn hóa thị trường thôi thì Tesla là công ty sản xuất xe đứng đầu. Tesla 681 tỷ, trong khi Toyota chỉ có 221 tỷ. Mà thôi, chúng ta đã thấy được là cái sự thay đổi nó đã bắt đầu xuất hiện rồi. Và chúng ta cũng đã biết đó là nhiều năm qua những công ty sản xuất xe thông thường như là Mercedes, Volkswagen, BMW, Toyota thì thường họ chế nhiễu xe điện, nó là xe điện không có dùng được, ai mà dùng xe điện, ở đâu mà chạc, người ta giữ đường hết pin thì sao, các bạn đã nhớ rồi những cái đó, những cái thông tin phết mà thôi. Chúng ta thấy được là tới bây giờ hầu như là không có còn một công ty sản xuất xe nào mà chơi xe điện hết tại vì họ đều biết được xe điện chính là tương lai cho nên bây giờ họ cần phải gấp rút để mà đuổi kịp theo tesla cũng như là bây giờ chúng ta thấy được là visa master những ngân hàng cũng nên nhận ra được crypto đã dù thích hay không thích cũng không quan trọng điều quan trọng đó là tương lai cho nên chúng ta mới không thấy cái sự chỉ trích lớn đến từ ngân hàng và những công ty tài chính nữa đương nhiên vẫn còn nhưng mà thường nghĩ là cái số lượng người đó sẽ càng ngày càng ít càng ngày ít theo thời gian cũng như bây giờ đâu còn ai mà chơi internet hết nữa đó là điều mà thường muốn chia sẻ đây với các bạn cho nên vì lý do đó, đó Thuận vẫn nghĩ là chúng ta tiếp tục thấy được là thị trường này càng càng lớn mạnh đương nhiên giá cả có thể lên có thể xuống nhưng mà dài hạn đó là điều mà thường muốn nói đây dài hạn Thuận vẫn tiếp tục có lòng tin và đối với Thuận thì các bạn cũng đã biết là Thuận hiện bây giờ vẫn tiếp tục trung bình giá tính theo ngày hàng ngày Thuận đều trung bình giá hiện bây giờ và thì bây giờ thằng chỉ chung mình giá duy nhất là bitcoin mà thôi và đây cũng là điều mà thằng đã nói tới trong vòng mấy tháng qua rồi trong thời gian ngắn hạn tới đây đấy, thì có một điều mà Thuận tiếp tục à, có cái sự lo lắng đó chính là cái số lượng lệnh nòng bảy đó vẫn còn rất là cao các bạn thấy được cái lệnh nòng bảy đó chúng ta đã thấy à, là tăng lên tới mức kỷ lục luôn từ thời điểm là tháng à, 5 năm 2021 đó đã tăng liên tục đương nhiên có nhiều lúc mà chúng ta thấy được là nhiều lệnh bị thanh lý nhưng lúc mà cái đường màu xanh này nó đi xuống nhưng mà sau đó lại có nhiều lệnh mới xuất hiện chúng ta thấy được gần đây cũng không ngoại lệ gần đây chúng ta cũng thấy có một đợt là chúng ta thấy được là có nhiều lệnh bị thanh lý đó chính là khoảng thời gian là ngày 6 tây đến ngày 8 tây tháng 5 nhưng mà sau đó ra sao sau đó các bạn thấy được là cái số lượng lệnh mới lại xuất hiện nữa cho nên bây giờ chúng ta vẫn còn rất nhiều lệnh đòn bẩy trên thị trường hiện bây giờ nếu như mà giá đi về một cái hướng nào đó, đó thì nó sẽ đi rất là nhanh chúng ta cần phải hiểu điều này hiện tại và chúng ta có thể thấy được là cái số lượng Bitcoin nạp vào rút ra bây giờ cũng không có gì gọi là nổi bật hết cho nên thường ít chia sẻ hơn Các bạn đang thấy là trong vòng 2 ngày qua đó đúng là có thêm BTC nhiều hơn là rút ra Nhưng mà các bạn thấy là hai cái thanh màu xanh lá cây này tính theo ngày đó mỗi thanh một ngày Thì cũng không có gì gọi là nổi bật so với những cái mà chúng ta thấy trước đây cho nên về tinh thần on chain thì cũng khá là im lặng hiện tại Và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến uh, Ripple Và sau đó sẽ chia sẻ với bạn một số những tài liệu liên quan đến theo Luna thì hôm nay đó cũng có một cái thông tin là trong cuộc phỏng vấn với lại Brad Jalanhouse thì Brad Jalanhouse vẫn tiếp tục có suy nghĩ là chúng ta sẽ thấy công ty Ripple có mặt trên sàn chứng khoán bây giờ họ chưa có muốn lên chứng khoán tại vì họ vẫn còn đang kiện tụng với lại SEC nhưng mà Brad Jalanhouse sẽ có tin tưởng là trong năm nay chúng ta có thể thấy là cái cuộc kiện này sẽ kết thúc Thôi thì không có lạc quan như vậy theo những gì mình không biết đó thì chúng ta coi thấy được là tốt nhất đó khả năng thống nhất là tới cuối năm sẽ có kết quả của kiện này còn nếu như mà bình thường thì có thể là qua năm mới biết được kết quả của kiện này nhưng mà về việc là công ty Ripple mua nó trên chứng khoán thì cũng không cảm thấy là đó là điều tốt đâu chúng ta thấy rất rõ ràng là những công ty mà liên quan đến crypto trên chứng khoán nó đang bị rất là tơi tả chúng ta thấy được là Coinbase trong vòng từ đầu năm tới bây giờ thôi đã xuống 75% rồi chúng ta thấy được Robinhood cũng như vậy xuống 50% chúng ta thấy được là công ty Microstrategy cổ phiếu cũng xuống rất là nhiều Tôi nghĩ lý do tại sao, tại vì các bạn thấy được là cái phần trăm đi xuống còn nhiều hơn cả BTC nữa, chúng ta thấy được trong dòng à, từ đầu năm tới bây giờ thôi, Coinbase sẽ xuống 75% rồi, còn Robinhood xuống 50%. Thì lý do tại sao tôi nghĩ là nó còn đi xuống nhiều hơn cả Bitcoin nữa, tại vì nhiều nhà đầu tư bây giờ họ nghĩ là lưu trữ Bitcoin đó thì cái sự lên xuống thị trường là không nói rồi, tại vì đó là cái sự lên xuống của giá cả của BTC. Nhưng mà khi mà lưu trữ cổ phiếu của một công ty liên quan tới Bitcoin như là Coinbase đi Thì ngoại trừ là cái sự rủi ro liên quan tới việc là giá BTC đi xuống Cho nên còn phải cộng vô cái sự rủi ro lỡ như mà Coinbase thua lỗ nữa Cho nên nhiều người bây giờ vẫn cảm thấy là lưu trữ crypto Nó có cái khả thi hơn là lưu trữ công ty liên quan đến crypto hiện tại Đó chính là cái suy nghĩ của thường các bạn nghĩ sao Các bạn comment ở bên dưới cái thông tin kế tiếp thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cập nhật mới nhất liên quan tới uh, Terra Luna. Không biết là nhiều bạn cũng đã chán nghe thông tin liên quan tới Terra rồi nhưng mà còn rất nhiều bạn muốn biết thông tin mới nhất. Cho nên đây là tài liệu mới nhất. Các bạn thấy được là cái cuộc bỏ phiếu đã chấm dứt và 65,5% là bỏ phiếu Yes. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một mạng lưới mới tách rời ra từ mạng lưới cũ gọi là Terra. Mạng lưới cũ sẽ là Terra Luna. Các bạn gọi sao cũng được. Nhiều người gọi là Terra 2.0. Giống như là đội của Terra nhưng mà đối với Dogecoin thì đây gọi là cái uh, half vote các bạn thì gọi sao cũng được miễn là các bạn biết là chúng ta đã thấy cái cuộc bỏ phiếu đã xong và sẽ có mạng lưới mới bắt đầu trong vòng 2 ngày nữa, ngày 27 tây tháng 5. Và còn nhiều câu hỏi liên quan tới là tại sao lại có nhiều phiếu yes như vậy trong khi mà những cái cuộc bỏ phiếu trước đó cộng đồng phần lớn là chống đối lại. Nhưng mà dù sao hay nữa đó tôi nghĩ cũng không quan trọng, quan trọng là đã thông qua rồi. Cái việc liên quan tới là 11 triệu phiếu ban đầu từ đâu mà có, Thường nghĩ là chúng ta cũng không cần quan tâm đến nhiều đâu Tại vì coi như đã xong rồi Các bạn thấy được là các thông báo Từ đội Luna Là chúng ta sẽ có Luna 2.0 Mặc dù là Dogecoin chỉ gọi là Terra mà thôi Nhưng mà chúng ta sẽ có mạng lưới Terra 2.0 Thì câu hỏi kế tiếp đó Là những bạn nào mà đang lưu trữ Luna hay là UST đó Thì nhận được bao nhiêu Thì Thuận Kiếm có một cái trang web Thường mình ta chia sẻ trên mạng xã hội rồi Nhưng mà nào mà Muốn uh, sử dụng trang web này đó thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới Và trên màn hình các bạn thấy được chúng ta có 4 phần Post và Pre Post là sau khi và Pre là trước đó Thì các bạn có thể hiểu đơn giản là chúng ta thấy được là Post Luna Nghĩa là những cái Luna các bạn lưu trữ sau khi bị tấn công Post UST là sau khi mà bị tấn công Có số lượng UST các bạn giữ Pre USDT những cái UST các bạn giữ trước đó Còn Pre Luna là những cái Luna mà bạn giữ trước khi bị tấn công Thì chúng ta có thể... Um, là một bài toán đơn giản các bạn có để vào giả sử như các bạn có tổng cộng là một triệu đi một triệu đồng Luna trước khi mà bị tấn công cho nó dễ thì chúng ta được là một triệu này rồi chúng ta có được một triệu Luna sau khi bị tấn công các bạn có một triệu đồng USD sau khi tấn công và các bạn có một triệu đồng USD trước khi bị tấn công thì mỗi thứ các bạn có một triệu các bạn thì là bên dưới này đó sẽ có cái khung thì để cho các bạn thì được các bạn sẽ nhận được bao nhiêu airdrop tổng cộng thì họ sẽ airdrop cho các bạn đó ngay sau khi mà có cái mạng mới đó thì các bạn có thể là sở hữu và bán được hay là di chuyển được là 7.865,64 đồng Luna mới và chúng ta có thể được cái phần còn lại thì đâu cái phần còn lại là 1 triệu 39.000 này sẽ bị giam lại và sẽ trả trong vòng 2 năm Tùy theo là các bạn thấy được là phần nào các bạn cũng đã thấy là có phần nữa là 6 tháng Các bạn sẽ không được trả rồi sau 6 tháng á, các bạn mới đầu trả từng tháng 1 Và trả trong vòng 24 tháng sau đó Có cái phần là các bạn phải chờ tới một năm sau mới nhận được Nó tóm lại là phần lớn là cái số lần luôn năm mới này sẽ bị lóc lại Và các bạn sẽ không làm gì được hết trong thời gian chờ đợi Và sau đó họ phải phân bố theo từng mỗi một tháng Đó là cái thông tin họ sẽ phân bổ như thế nào và chúng ta có thể được một số những câu hỏi bên dưới này đó nếu như các bạn đang sử dụng cái ví của Luna thì các bạn có thể là lấy cái ví và nhận được airdrop hay không thì câu trả lời là các bạn sẽ nhận được airdrop trong cái ví của các bạn các bạn có thể claim quá trình các bạn có thể claim để lấy như thế nào thì họ vẫn chưa chia sẻ chi tiết cái đó là các bạn có thể thấy được là cái số lượng mà nằm trong Anchor Protocol sẽ ra sao thì dựa theo cái trang web này nó là sẽ trả vào cái ví các bạn trên cái mạng lưới mới và phần lớn những câu hỏi đó sẽ xây quanh là các bạn lưu trữ trên những sàn giao dịch thì có được hỗ trợ hay là không thì câu trả lời là cho đến thời điểm bây giờ đó là 8 giờ 25 phút tối giờ Cali thì tùy theo là sàn các bạn thấy được là sàn Hobby thì đã nói là sẽ hỗ trợ sàn M EXC sẽ nói là sẽ hỗ trợ sàn Bitfinex đã nói là sẽ hỗ trợ sàn HitPC đã nói là sẽ hỗ trợ sang Bitrue đã nói là sẽ hỗ trợ nhưng mà điều quan trọng các bạn nên hiểu đó là họ đã sẽ hỗ trợ nhưng mà những sàn này đó họ sẽ ngưng không cho các bạn giao dịch trong một thời gian cho đến khi nào mà họ đã claim xong cái drop này thì có nghĩa là các bạn sẽ không phải nhận được ngay lập tức ngày 27 tây tháng 5 này đâu để các bạn có thể là nhanh chóng di chuyển hay là bán hay làm gì đó các bạn cũng cần phải chờ sàn đã thông báo là đã có thể là claim được có nghĩa là chúng ta cũng phải chờ thêm vài ngày nữa trên cái sàn này và đây là những sàn mà đã lên tiếng là đã hỗ trợ chúng ta thấy được là binance thì ra sao binance là một chuyến sàn lớn bây giờ họ nói là họ vẫn đang bàn bạc với lời cái đội của họ xem coi là sẽ hỗ trợ hay là không chúng ta vẫn chưa biết cái thông tin chính thức là sẽ ra sao nhưng mà thường nghĩ là sẽ hỗ trợ đó là ý kiến cá nhân của thùng mà thôi chúng ta sẽ thấy thông tin chi tiết hơn từ binance tôi nghĩ là trong vòng một hai ngày tới đây nhưng mà nếu muốn biết thông tin nhanh nhất đó, thì cái cách nhanh nhất là theo dõi Twitter chính thức của những cái sàn này KuCoin thì sao? KuCoin thì cũng như vậy, các bạn thấy KuCoin nói là bây giờ cũng đang nói chuyện với lại đội Terra và sẽ cung cấp thêm thông tin. Có nghĩa là hai sàn lớn bây giờ đó, Binance và KuCoin thì vẫn chưa có thông báo. Còn lại sàn là FTX cũng vẫn chưa có thông báo là sẽ hỗ trợ hay không. Sàn còn lại mình vừa hỏi thường là Crypto.com cũng chưa biết là có hỗ trợ hay là không. Đây chỉ là những sàn mà thường biết hiện bây giờ mà thôi. Nói tóm lại, những sàn hỗ trợ là Huobi, MEXC, Bitfinex, HitBTC, Bitrue là những sàn đã lên tiếng là sẽ hỗ trợ Những sàn còn lại thì vẫn chưa có biết chi tiết Và một số bạn hỏi thận là khi mà hỗ trợ đó thì những cái đồng Luna cũ sẽ ra sao Thì tùy theo sàn, phần lớn là các sàn nói là phải chờ thêm thông tin Có thể là một số sàn sẽ chuyển cái đồng đó thành đồng Luna Classic Có thể một số sàn là khi các bạn là phải rút ra khỏi sàn của họ Chúng ta vẫn chưa biết thông tin chi tiết Nói tóm lại là các bạn theo dõi sàn nào thì các bạn nên theo dõi Twitter chính thức của sàn đó để biết thêm thông tin Và đây là những thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như Lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví multi trang Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích Giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 À, hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức medium game Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form, các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết. Cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này, cái Lucky Winner Number. Cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào. Sau đó điền địa chỉ ví VAP20 các bạn tạo trên Coin98 Super App là có thể tham gia. Thông tin chi tiết sẽ mình dưới cái video này. Và một lần nữa, đó Thùng muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital đó, thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia Thomsonlin của Thuận Capital. Giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên. FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn Asaniex Và như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đi thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đi thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi Để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hành nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.